tỷ phú người Mỹ gốc Việt mới nói với VOA Việt ngữ lý do ông trao tặng 5 triệu đô la giúp các nạn nhân lụt lội ở thành phố San Jose, tiểu bang California, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng ông làm từ thiện để xóa những điều tiếng trong cuộc tình chấp nhoáng với người mẫu Ngọc Trinh. Phát biểu giữa tuần trước, trong sự tán thưởng của nhiều người, trong đó có thị trưởng San Jose Sam Licardo, ông Hoàng Kiều trích câu thành ngữ an cư lạc nghiệp của Việt Nam để nói về khoản tiền nhiều triệu đô la đóng góp vào quỹ cứu trợ lũ lụt của thành phố. Sau khi đi thăm và chứng kiến công tác cứu trợ ở nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống hôm 6 tháng 3, người đàn ông 73 tuổi có tài sản trị giá gần 3 tỷ đô la, theo đánh giá của tạp chí Forbes, nói thêm với VOA Việt ngữ. Thì cái đó là cái truyền thống của cha ông chúng tôi từ năm 1800. Nó có trong những dòng máu của gia đình chúng tôi. Và hơn nữa, trong cái hoàn cảnh lụt lội của cái đồng bào, nhất là người Việt Nam của mình, cái song số đó là những người Việt Nam nghèo ở tại San Jose. Vì cái lý do đó là cái động lực mà để cho tôi có cái dịp để giúp đỡ. Thứ nhất là để giúp đỡ cho người Việt, người Mỹ gốc Việt của mình. Thứ hai là coi như đó là một cái cách mà tôi muốn trả ơn lại cho tất cả những người Mỹ mà đã cho phép chúng ta được vào đây. Chúng ta tới một ngày nào bây giờ chúng tôi đã có cái dịp để được trả lại cái đền đáp cái ơn đó của họ. Một người tham gia lễ trao tặng, nghị viên Nguyễn Tâm cho biết rằng cuối tháng trước mưa bão kéo dài khiến nước dự trữ tại một hồ lớn ở San Jose tràn bờ, gây ngập lụt nghiêm trọng ở những vùng trũng, nhất là tại khu vực 7 nơi ông đại diện. Ông cho VOA Việt ngữ hay rằng tới nay lụt lội ảnh hưởng tới khoảng 15.000 người, trong đó có hàng trăm người Việt bị ảnh hưởng nặng nhất, đa phần là người lao động, nghèo khó và lớn tuổi. Trong tình cảnh như vậy, ông Tâm nói rằng khoản tiền lớn của tỷ phú Hoàng Kiều có nhiều ý nghĩa. Nó đem lại cái niềm yên ủi và hy vọng cho những người nạn nhân của khu vực 7 chúng tôi. Nhưng mà ngoài ra nó có ý nghĩa quan trọng hơn nữa là ông Hoàng Kiều là một người hồi xưa là người tị nạn bước qua Mỹ và xuất thân từ xã Hoàn Vi. Nhưng ông đã thành công và ông đã không quên ơn đó. Nhưng khi ông trở lại San Jose và tặng món tiền 5 triệu đó, nó đem lại một chút hình diện chung đến người tị nạn Việt Nam tại Mỹ. Kể cả chính quyền và những người dòng chính tại Mỹ cũng còn rất là khâm phục cái thái độ cao thượng đó. Khoản tiền 5 triệu đô một lần nữa khiến báo chí đưa tin nhiều về tỷ phú Hoàng Kiều. Không lâu sau khi tên của ông nóng trên báo chí trong nước, sau khi ông công khai và chấm dứt chuyện tình cảm với người mẫu Ngọc Trinh hồi đầu năm. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng ông làm từ thiện để xóa bỏ những điều tiếng trong cuộc tình chấp nhoáng với nữ người mẫu Việt Nam, tỷ phú Hoàng Kiều nói rằng ông không cần phải xóa. Tôi có làm cái điều gì sai không? Có cái gì mà tôi yêu một cái người yêu, yêu cũng bị chửi, mà không yêu cũng bị chửi. Rồi bây giờ hết yêu rồi lại càng chửi thêm nhiều. Báo chí Việt Nam câu view. Tôi chứng minh cho rồi. Tôi nói trước đó, tôi sắp đưa ra tòa đấy. Tôi không nói ai hết mà tôi sắp đưa ra tòa. Sau khi mà tôi đã xong rồi đó, tôi cấm không cho được một tờ báo nào bằng tiếng Việt, kể cả ở Mỹ, đã đụng cái tên Hoàng Kiều nữa. Trong một bài viết hôm 3 tháng 3, khi đưa tin về khoản tiền tặng 5 triệu đô la, tờ San Jose Mercury gọi ông Kiều là một vị cứu tinh bí ẩn, hiệp sĩ của San Jose hay doanh nhân anh hùng. Tỷ phú này đã cho người dịch toàn bộ bài viết và đăng trên trang Facebook cá nhân với gần 100.000 người like, tức thích. Về khả năng trở về Việt Nam làm từ thiện, tỷ phú hiện đứng thứ 214 trong danh sách 400 tỷ phú trên thế giới của Forbes nói. Tôi bỏ về Việt Nam, đó, cái số tiền tôi bỏ đó gấp 3 lần như vậy, gần 4 lần như vậy. Tôi được những cái gì? Hỏi ông tôi được những cái gì? Mãi cho tới bây giờ các báo chí vẫn cứ nói tôi thiếu nợ, thiếu nần, tôi hứa tôi không cho. Tôi hỏi ông được cái gì? Trong lúc đó cũng vì báo chí, tôi bỏ đất nước ra đi vào ngày 6, vào ngày 5 tháng 6 năm 2010 và không hẹn ngày trở lại. Rồi bây giờ cũng vì báo chí bôi nhọ, làm nhục mạ tôi. Chứ điều đó là tôi không tha. Và tôi báo trước cho biết tất cả các báo chí, tất cả. Và cái vấn đề tôi rất lấy buồn. Anh à, tôi rất lấy buồn. Cũng vì người Việt Nam mình hết. Vì Việt Nam hết. Có cái dòng máu Việt Nam. Chỉ có một đứa, 30 đứa, 50 đứa. Những người viết
làm xáo trộn xã hội, gây biết bao nhiêu chuyện như vậy. Mà dám, những người nào mà dám cả gan đối với một người như ông Hoàng Thiều mà dám hạ nhục được, làm sao như vậy được? Và tôi đã ngậm đắng nuốt cay. Bây giờ tới cái giai đoạn tôi nói thật anh, không có một cái vấn đề, không có một cái, đừng có nói từ thiện từ đồi đối với Việt Nam. Tôi xin, tôi để nhớ nói, tôi nói xin chia ly từ đây. Tờ Vietnamnet cuối năm ngoái dẫn lại tờ Một Thế Giới đưa tin rằng bà Nguyễn Thị Tình, bí thư đảng ủy xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, nói rằng ông Kiều đã không thực hiện đúng cam kết trao nhà tình nghĩa cho người nghèo. Mời quý vị xem thêm chi tiết về bản tin này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com.